Sí que toca para quién. Messi đã gọi và Mbappe đã bắt máy, dõng dạc luôn với một cú đúp vào lưới Ba Lan đêm qua. Và họ đang là những ngôi sao đem đến nhiều cảm xúc nhất của World Cup năm nay bằng khả năng gánh đội, bằng khát khao vô địch được hiện thực hóa một cách rõ ràng nhất. Hãy nói về chuyện quá khứ từ năm 2018 với những gì họ đã làm được ở 2022, những gì họ cần phải hướng đến trong phần còn lại của Messi và Mbappe. Chào mừng các bạn đã trở lại với The Locker Room. Năm 2018 là giải đấu đưa Mbappe ra ánh sáng trên hành trình đăng quang chức vô địch. Mbappe đã vượt qua chính người tiền bối Lionel Messi trong trận đấu ở vòng 1/8. Trái ngược với đỉnh cao chói lọi của Mbappe là vực sâu của Messi, đến mức anh từng nghĩ chuyện từ giã Argentina sau World Cup năm đó. Và giờ là World Cup năm nay, khi mọi thứ đang dần trở nên cân bằng hơn với hai cá nhân này. Thậm chí họ đều đang là hai trong số những ngôi sao nổi bật nhất, có khả năng gánh team nhất kể từ khi giải đấu khởi tranh. Nếu để chọn một từ ngữ nào đó để miêu tả về World Cup 2018 của Mbappe và Messi thì có lẽ tính từ đối lập sẽ phù hợp hơn cả. Tại sao lại là từ đối lập? Trước đây Messi và Mbappe từng có cuộc so tài đình đám tại World Cup 2018 trong trận đấu tại vòng 1/8 giữa tuyển Argentina và Pháp. Sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính, Pháp của Mbappe là đội tuyển được hưởng niềm vui chiến thắng chung cuộc, trong khi Argentina của Leo Messi phải nói lời chia tay giải đấu sau thất bại đầy cay đắng. Đây cũng là trận đấu mà siêu sao người Argentina Messi lép vế hoàn toàn so với người đàn em Mbappe, chơi vô cùng bùng nổ. Bản thân sao mai này tự điền tên mình lên bảng điện tử với hai lần lập công. Không chỉ vậy, siêu sao đang khoác áo Paris Saint-Germain lúc ấy là đầu tàu giúp Les Bleus lên ngôi vô địch một cách rất xứng đáng. Nói không ngoa khi World Cup 2018 chính là bệ phóng giúp tên tuổi của Kylian Mbappe bay xa hơn trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhưng trước đó, tài năng vừa mới 19 tuổi khi ấy đã thể hiện rất nhiều điều trong màu áo AS Monaco và Paris Saint-Germain. Mùa giải 2016-2017, Mbappe ghi tổng cộng 21 bàn ở hai đấu trường Ligue 1 và Champions League cho Monaco. Chính sự xuất sắc ấy khiến Paris Saint-Germain phải mềm lòng và mốc hầu bao chỉ để sở hữu chân chạy cánh người Pháp đầy tài năng này. Đối lập với Mbappe, Messi sau khi trắng tay tại chiến dịch World Cup 2018 đã dục dịch mong muốn chia tay đội tuyển Argentina. Leo Messi rất thất vọng sau khi thất bại tại kỳ World Cup mà anh xem là cuối cùng trong sự nghiệp của mình. May mắn thay, Messi đã rút lại quyết định ấy bởi lời kêu gọi của người dân Argentina. Anh lựa chọn tiếp tục gắn bó với La Albiceleste, giúp đội tuyển xứ sở Nam Mỹ lên ngôi vô địch Copa America 2021. Và giờ đây là mục tiêu mà anh cùng đồng đội hướng tới, chính là cúp vàng World Cup 2022. Trở lại World Cup 2022, mọi thứ dường như đã được cân bằng hơn. Leo Messi với những bước chạy như hồi xuân đã giúp Argentina đánh bại Úc tại vòng 1/8 một cách rất xứng đáng. Trong khi đó, phía đối lập còn lại, Kylian Mbappe cũng điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại khi trở thành cầu thủ trẻ nhất, lập nhiều chiến công nhất tại các kỳ World Cup liên tiếp. Nếu tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng như hiện tại, rất có thể trận chung kết sẽ là màn tương phùng đầy hấp dẫn giữa hai cá nhân xuất sắc của hai đội tuyển trên. Sẽ là quá sớm để khẳng định rằng cả hai chắc chắn góp mặt tại vòng chung kết. Tuy nhiên, đó có thể là viễn cảnh đẹp nhất mà người hâm mộ cả hai mong chờ. Bởi khi ấy, chúng ta lại có dịp chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa Mbappe của Pháp và Leo Messi của Argentina một lần nữa. Với thang điểm từ 1 đến 10, bạn đánh giá màn trình diễn của Messi tại World Cup năm nay sẽ được mấy điểm? Năm nay, Messi lần lượt ghi bàn với lưới Ả Rập Xê Út, Mexico và gần nhất là Australia. Những đóng góp của El Puga không chỉ đến từ các bàn thắng, nó còn là cách anh khích lệ đồng đội, cách anh chỉ cho Enzo Fernandez đứng chỗ nào để ghi được bàn thắng. Tức là hiện tại, Argentina đang có cả thủ lĩnh về mặt chuyên môn và cả thủ lĩnh về mặt tinh thần. Dù là ở sân chơi thế giới hay thời điểm nào thì màn trình diễn của Lionel Messi chắc chắn vẫn sẽ luôn là điều được người hâm mộ chú ý tới. World Cup 2022 tại Qatar chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Ngay trong trận đấu đầu tiên của giai đoạn vòng bảng, mọi con mắt đã đổ dồn vào El Puga khi dường như ai cũng hiểu rằng chân sút của Paris Saint-Germain chắc chắn sẽ dồn tâm huyết để tìm kiếm danh hiệu World Cup đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Bàn thắng vào lưới Ả Rập Xê Út trên chấm 11m giống như một sự khẳng định rằng ngôi sao của Albiceleste đã sẵn sàng để tạo nên dấu ấn trong lần cuối cùng có mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Nhưng một cái nghén thì khó có thể làm nên mùa xuân. Và rõ ràng bàn thắng thứ 7 của Messi ở World Cup là không đủ để Argentina có được chiến thắng trong ngày mở màn. Cũng trong trận đấu với đại diện của châu Á, không khó để ta nhận ra vai trò của Messi đã thay đổi ra sao trong những năm vừa qua, khi anh chủ yếu hoạt động ở khu vực giữa sân và trở thành một người kiến thiết cho đồng đội hơn là một tiền đạo đúng nghĩa. Nhưng khi mà những chân sút trên hàng công Argentina vẫn chưa thể tìm thấy may mắn cho mình, thì cũng là lúc Messi buộc phải tự mình lên tiếng. Ngay trong trận đấu thứ hai với Mexico thì sự khác biệt đã được tạo ra khi Apuga được thi đấu gần với vòng cấm đối phương hơn. Đó cũng chính là lúc mà bản năng thiên tài của Messi, điều mà có lẽ chúng ta có xem đi xem lại cả triệu lần cũng không biết chán, đã được phát huy. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc của số 10 huyền thoại này đã trở thành nguồn cảm hứng để đại diện Nam Mỹ có được 3 điểm đầu tiên tại World Cup năm nay. Sau trận đấu thì anh cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử kiến tạo ở 5 kỳ World Cup khác nhau. Tiếp đà thăng hoa, Messi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Argentina ở trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp trước Ba Lan. Dù không có được bàn thắng hay kiến tạo nào, nhưng dấu ấn mà El Puga để lại vẫn là cực kỳ đậm nét, với hiệu số bàn thắng kỳ vọng lên tới 1,22 dành cho Argentina. Rõ ràng khi được thi đấu gần với vòng cấm thì vai trò của Messi là cực kỳ rõ rệt, và chiến thắng trước Ba Lan là đủ để giúp Albiceleste tiến tới vòng 1/8 cùng vị trí đầu bảng. Bước vào trận đấu với Australia cũng là trận đấu thứ 1000 trong sự nghiệp của mình. Không khó để nhận ra được sự quyết tâm của El Puga đưa Argentina có được tấm vé tới tứ kết. Thêm một lần nữa, người hâm mộ phải sửng sốt với khoảnh khắc ghi bàn của chân sút Paris Saint-Germain với cú đặt lòng hoàn hảo bằng cái chân trái sở trường của mình. Số 10 của Argentina cũng chỉ cần một tích tắc để nhìn ra khoảng trống thiên tài giữa những cầu thủ phòng ngự của đối phương. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup mà Messi có được xuyên suốt 5 lần tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và pha lập công này cũng giúp El Puga vươn lên đứng thứ hai trong top những cái tên nhiều bàn thắng nhất tại World Cup cho Argentina, chỉ kém Batistuta một bàn với 9 lần đốt lưới đối phương. Không chỉ là những đóng góp trực tiếp và mặt bàn thắng, cái cách mà Messi trở thành người thuyền trưởng kéo cả con tàu Argentina đi lên phía trước cũng thực sự khiến người hâm mộ phải nể phục. Có lẽ chính Messi đã trở thành nguồn cảm hứng để những sao trẻ như Enzo Fernandez tự tin bước ra ánh sáng, thể hiện mình. Còn nhớ, chính Fernandez là người đã từng lên tiếng bảo vệ Messi trên mạng xã hội. Và giờ đây, việc được người đàn anh huyền thoại kiến tạo chính là động lực để sao trẻ Benfica cũng như rất nhiều sao trẻ khác có thêm niềm tin để thể hiện mình ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước mắt, Messi cùng đồng đội sẽ là một trận tứ kết không hề dễ dàng với đội tuyển Hà Lan. Nhưng để tới được với ngôi vương, có lẽ El Puga cũng hiểu rằng họ cần phải đánh bại những đối thủ mạnh nhất, và đó cũng là điều kiện cần để chính anh trở thành người vĩ đại nhất. Messi đang gánh team, còn Mbappe cũng thể hiện sự xuất sắc không kém. 5 bàn thắng để vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn, công phá hàng loạt kỷ lục, và thậm chí người ta đang so sánh thông số của anh với vua bóng đá Pele. Nhưng nhắc về Mbappe năm nay mà chỉ nhắc về bàn thắng, đó rõ ràng một sự thiếu sót. Phải thêm cả chân ái Giroud nữa để giúp anh có được 2 kiến tạo chỉ sau 4 trận đấu. Kiểu như người Pháp đang tự tin rằng việc gì khó đã có Mbappe. Họ, mỗi người chơi ở một vị trí khác nhau trên hàng công, nhưng tầm ảnh hưởng mà cả hai tạo ra đều gần như tương đương. Nếu bạn đang tìm những số liệu so sánh trực quan nhất, thì report này sẽ cung cấp cho bạn những điều đó. Tiết lộ cho bạn một thông số khá thú vị, Messi đang có chỉ số bàn thắng kỳ vọng còn cao hơn cả Mbappe, dù cho El Puga chơi xa hơn so với khung thành. Cú đúp bàn thắng vào lưới đội tuyển Ba Lan giúp Pháp giành vé vào tứ kết tiếp tục là một màn trình diễn chói sáng của Kylian Mbappe. Mặc dù Le Bleu gặp phải vô số bất lợi khi mất đi 2 tiền đạo chủ lực trước thềm World Cup 2022, nhưng với những gì mà ngôi sao của Paris Saint-Germain đang thể hiện, người hâm mộ đội bóng này có thể yên tâm phần nào. Mbappe trở thành cầu thủ duy nhất ghi 9 bàn tại World Cup khi chưa tròn 24 tuổi. Kỷ lục trước đó thuộc về vua bóng đá Pele với 6 bàn tại World Cup năm 1958, 1 bàn tại World Cup năm 1962 trước tuổi 24. Chỉ với 11 trận, Mbappe ghi 9 bàn, tương đương hiệu suất 0,81 bàn một trận tại sân chơi World Cup. Hiệu suất ghi bàn của Mbappe vượt trội so với Messi là 0,39 bàn một trận và Ronaldo là 0,4 bàn một trận. Mbappe cũng vượt chân sút số 1 lịch sử World Cup là Miroslav Klose, người đã ghi 16 bàn với hiệu suất 0,67 bàn một trận. Mbappe không còn thi đấu cao nhất trên hàng công như trong màu áo của câu lạc bộ thủ đô nước Pháp. Với sự có mặt của Giroud, huấn luyện viên Deschamps đã để tiền đạo này đá lệch sang hành lang cánh trái, tạo thành bộ ba phối hợp cùng Theo Hernandez và Rabiot. Có lẽ thay đổi này của Deschamps khiến cho cầu thủ sinh năm 1998 trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Giroud là mẫu tiền đạo rất giỏi trong việc tạo khoảng trống cho những đối tác thi đấu xung quanh mình, và đó chính xác là điều mà Mbappe cần. Và Pháp lại có công thức Giroud cộng Mbappe bằng chiến thắng, kiểu như họ là một cặp trời sinh cùng nhau thi đấu trên hàng công để bổ trợ lẫn nhau vậy. Giroud trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của đội tuyển Pháp cũng nhờ khả năng kiến tạo tuyệt đỉnh của Mbappe.
nó đưa chúng ta đến với một khía cạnh khác, khía cạnh Mbappe kiến tạo cho các đồng đội. Ví như đường truyền của Giroud ghi bàn thắng thứ 52, chính đối tác của anh đã tìm ra kẽ hở giữa một rừng chân những cầu thủ bên phía Ba Lan. World Cup 2018, tiền đạo này đá 7 trận chỉ có được một kiến tạo, còn sau 4 trận đầu tiên ở World Cup năm nay, Mbappe đã có được 2 kiến tạo. Con số này có thể sẽ còn tăng và nó đưa chúng ta đến một góc nhìn khác. Mbappe không chỉ giỏi ghi bàn, cậu ta rất giỏi trong việc tạo những cơ hội cho đồng đội. Sở hữu khả năng chạy chỗ không bóng tốt, tốc độ cao và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, ngôi sao của Le Bleu thường xuyên gây khổ sở cho các trung vệ được phân công theo kèm cầu thủ này. Ở trận đấu với tuyển Úc, Đan Mạch và Ba Lan, chúng ta thấy được những Suta, Andersen cùng với Click đã phải vất vả để ngăn chặn Mbappe nhưng đều không thành. Một điều thay đổi dễ nhận thấy của Mbappe trong màu áo của Le Bleu là sự nỗ lực. Tiền đạo này đã có những tình huống chăm chỉ pressing, thường xuyên lùi xuống nhận bóng và thi đấu đồng đội hơn rất nhiều so với chính anh tại Paris Saint-Germain. Mbappe đang cống hiến tất cả những gì tinh túy nhất của bản thân để giúp tuyển Pháp bảo vệ thành công trước vô địch World Cup 4 năm về trước. Và nếu cứ tiếp tục chơi xuất sắc như thế này, Mbappe chắc chắn sẽ là mũi nhọn đáng sợ cần phải rất đề phòng cho những đồng đội sẽ chạm trán với họ ở các vòng đấu sau. Họ, mỗi người chơi ở một vị trí khác nhau trên hàng công, nhưng tầm ảnh hưởng mà cả hai tạo ra đều gần như tương đương. Nếu bạn đang tìm những số liệu so sánh trực quan nhất, thì report này sẽ cung cấp cho bạn những điều đó. Tiết lộ cho bạn một thông số khá thú vị, Messi đang có chỉ số bàn thắng kỳ vọng còn cao hơn cả Mbappe, dù cho El Puga chơi xa hơn so với khung thành. Dù thi đấu ở những vị trí khác nhau, nhưng sẽ chẳng ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng mà Kylian Mbappe cùng với Lionel Messi đặt lên đội bóng của mình. Với chân sút người Pháp, khả năng tấn công trực diện của anh chính là điều khiến cho mọi hàng thủ đều phải e sợ. Nếu thoạt nhìn, những người lần đầu theo dõi Mbappe có thể nghĩ đơn giản rằng ngôi sao này sẽ dùng tốc độ để vượt qua được những chốt chặn nơi hành lang cánh của đối phương. Sự tinh quái và thông minh trong khả năng sử dụng nền tảng kỹ thuật cá nhân của mình chính là điều biến Mbappe trở nên khác biệt so với những cầu thủ chạy cánh đơn thuần khác. Ngôi sao của Paris Saint-Germain vừa có thể dốc bóng xuống khu vực đáy biên để thực hiện những tình huống căng ngang, nhưng cũng có thể đột phá thẳng vào khu vực trung lộ để thực hiện những tình huống dứt điểm trực tiếp hướng tới khung thành của đối phương. Chính sự đa năng đó đã biến Mbappe trở thành cầu thủ tham gia vào nhiều tình huống tấn công nhất của một đội tuyển tại kỳ World Cup năm nay, theo thông số của Opta. Cụ thể, ngôi sao của Le Bleu đã có 20 cú sút, 7 lần tạo ra cơ hội ghi bàn và 9 lần tham gia vào những tình huống phối hợp dẫn tới cú sút. Xét tổng thể chất lượng của tất cả những tình huống tham gia tấn công đó, Mbappe có được hiệu số bàn thắng kỳ vọng là 2,69 bàn mỗi trận, một con số cực kỳ ấn tượng đối với một cầu thủ tấn công. 5 bàn thắng từ hệ số đó cũng là đủ để cho thấy chất lượng trong những cú sút của Mbappe là ấn tượng thế nào. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của chính ngôi sao này trước Ba Lan đã cho thấy tư duy của ngôi sao Paris Saint-Germain là gần như không thể đoán định được trước, với cú sút đi ngược lại hoàn toàn với suy đoán của Szczesny. Và chắc chắn sẽ không dễ để bất kỳ hàng thủ nào có thể nắm bắt được lối chơi của siêu tần đạo này. Trái với lối chơi trực diện của Mbappe, vai trò của Lionel Messi trên hàng công của Argentina lại có đôi chút sự khác biệt. Nếu nhìn vào bản đồ nhiệt này của Puga, chúng ta có thể ngay lập tức nhận ra sự khác biệt của anh so với người hậu bối Kylian Mbappe, khi mà Messi gần như không xuất hiện quá nhiều phía trong vòng cấm của đối phương mà vẫn hoạt động chủ yếu ở ngay phía trước vòng cấm. Ở vai trò kiến thiết lối chơi, rõ ràng Messi so với Mbappe sẽ có sự khác biệt ở số cú sút cũng như những tình huống kiến tạo cơ hội cho đồng đội. El Puga chỉ có 14 cú sút so với ngôi sao người Pháp, nhưng lại có tới 10 lần tạo ra cơ hội ăn bàn dành cho những người đồng đội của mình. Nhưng số 10 của Argentina vẫn có được hiệu số bàn thắng kỳ vọng lên tới 2,79, một con số có thể coi là cực kỳ đáng nể với một cầu thủ không xuất hiện thường xuyên trong khung thành của đối phương. Sự cân bằng duy nhất mà người hâm mộ có thể nhận ra trong lối chơi của Messi và Mbappe chính là hiệu số đường kiến tạo kỳ vọng, khi mà El Puga chỉ có 0,82 đường kiến tạo mỗi trận, trong khi của Mbappe là 0,8 đường kiến tạo mỗi trận. Đó chính là những con số tạo nên giá trị và sự khác biệt của Mbappe cùng Messi ở vòng chung kết World Cup năm nay, và đẳng cấp chắc chắn sẽ là điều mà chúng tôi kỳ vọng ở những màn trình diễn sắp tới của hai ngôi sao này. Đừng nghĩ Mbappe đã vô địch World Cup một lần và cậu ta thiếu đi động lực ở kỳ World Cup lần này. Mbappe vẫn còn quá nhiều điều để chứng minh. Galtier, ông thấy được những gì tiền đạo này đã làm được khi anh không phải chơi quay lưng lại với khung thành rồi chứ? Chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về ý nghĩa của chức vô địch World Cup với Messi nữa rồi. Kỳ World Cup cuối cùng còn Argentina thì chưa bao giờ nhận được sự kỳ vọng cao đến thế. Anh chỉ cần danh hiệu cuối cùng này để những so sánh giữa Messi và Maradona sẽ thôi không còn khập khiễng nữa. Chúng ta không cần phải nói nhiều về ý nghĩa của kỳ World Cup lần này với Lionel Messi. Đơn giản đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Và nhiều người trong số chúng ta đều mong anh sẽ nâng cao chiếc cúp vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Sau tất cả những kỷ lục, sau tất cả những thống kê, những danh hiệu cá nhân và tập thể lớn nhỏ trong sự nghiệp, thì giờ chiếc vô địch World Cup là mảnh ghép cuối cùng mà Leo còn thiếu trong sự nghiệp.
đó cũng là mảnh ghép rực rỡ nhất, thuyết phục nhất cho bất kỳ ai còn nghi ngờ về sự vĩ đại của tiền đạo này. Với Leo, chức vô địch World Cup còn có thể giúp anh sánh ngang Maradona, Mario Kempes, những huyền thoại từng đưa Argentina đăng quang ở đấu trường này. Đó là thứ duy nhất mà Leo còn thiếu, để anh không còn đứng dưới bóng cậu bé vàng, để anh được đưa lên ngang tầm, để mọi vế so sánh không còn là khập khiễng khi nhắc đến cả hai. Mục tiêu và tham vọng của El Puga đã cực kỳ rõ ràng, nhưng mục tiêu và tham vọng đó có thể có màn va chạm với mục tiêu và tham vọng của Mbappe, người cũng đang chơi tuyệt hay ở kỳ World Cup lần này. Đừng nghĩ Mbappe đã có một chức vô địch và giờ anh ta đã no nê và thỏa mãn với điều đó. Bởi vì trước trận đấu gặp Ba Lan, tiền đạo này đã lên tiếng nói về mục tiêu của mình. Quả bóng vàng, chiếc giày vàng ư, tôi không mưu cầu những điều đó. Với tôi, giấc mơ duy nhất là giành được chức vô địch World Cup. Với một cầu thủ có cá tính mạnh, có cái tôi cá nhân rất cao mà không hề mong mỏi những danh hiệu thuộc về cá nhân, bạn đã biết Mbappe khao khát danh hiệu này đến nhường nào. Và nó cũng phản ánh đúng tính cách của anh chàng này. Bởi quả bóng vàng hay chiếc giày vàng có là gì nếu đặt bên cạnh chiếc vô địch World Cup đấy. Với Mbappe, vô địch World Cup còn là hành trình của sự khẳng định. 4 năm trước anh làm điều này với tư cách một cậu bé vàng, còn năm nay chiếc vô địch World Cup là một sự công nhận. Kiểu như bạn sẽ chẳng còn so sánh Mbappe với Haaland ai hay hơn, hay Mbappe, Messi, Ronaldo ai xuất sắc hơn. Đem câu hỏi này với tiền đạo người Pháp, có khi anh còn đáp trả ngược lại: lấy cúp vàng World Cup ra mà đếm. Và cuối cùng, chiếc vô địch World Cup năm nay còn mang đến nhiều ý nghĩa hơn là mặt cá nhân, bởi bạn đã biết đội tuyển Pháp trước khi đến giải đấu năm nay rối ren đến nhường nào. Mẹ của Rabiot từng có màn đấu khẩu, thậm chí suýt xô xát với gia đình Mbappe. Đội tuyển của họ thì gặp phải toàn những ca chấn thương quan trọng và chẳng nhiều người dám tin họ đủ khả năng bảo vệ thành công chiếc cúp vàng. Nhưng đâu lại vào đó, và Pháp của Mbappe đang cho thấy họ là một tập thể đoàn kết và họ đặt lợi ích của tập thể lên trên những mâu thuẫn cá nhân. Và cuối cùng là thông điệp gửi đến ban lãnh đạo của Paris Saint-Germain rằng đừng để anh ta đá cắm nữa, hay học cách để Sam sử dụng Mbappe đây này, và đó mới là vị trí mà Mbappe sẽ phát huy tối đa khả năng. Giữa Messi và Mbappe, chức vô địch World Cup có ý nghĩa chung và ý nghĩa riêng, và chỉ một trong số họ đạt được mục đích của mình thôi. Hơn một nửa chặng đường của World Cup đã trôi qua và Messi cùng Mbappe đang là những nhân tố đem đến cảm xúc bùng nổ nhất. Họ đều có chung một khát vọng, nhưng tiếc là chỉ một trong hai được thỏa mãn khát vọng này. Có thể giao điểm của họ sẽ là ở chung kết, nơi hai người đồng đội sẽ đối mặt ở hai đầu chiến tuyến. Chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau khi đó với rất nhiều những câu chuyện trước, trong và sau trận đấu. Cảm ơn đã cùng đồng hành với The Locker Room. Chúng tôi sẽ còn trở lại vào giờ này ngày mai. Sau khi xem xong clip này thì các bạn có thể truy cập vào đường link được gắn ở top comment ngay dưới đây thôi. Và các bạn sẽ chơi những trò chơi siêu dễ, nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi.